Nhưng mà cái này đang là duy tiếp luôn đúng không? Chưa hết đường đâu anh ạ. Không, 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 đấy em loanh quanh ở đấy mà lô gái nhá, xoay này. Đây là xóa từng bài, nó hỏi xóa từng bài gì không? Để chuẩn bị lên VT3 nhá. Hỏi xóa bài mấy? Nháy bài mấy? Ví dụ ngày cuối năm đấy. Bài 14. Hôm nay là ngày cuối năm đấy sao? Bài 14. Sơn ạ. Bài 14. Biết mà. Ngày tận cùng của cuối năm đấy. Thì còn bài 13. Thì nó bài còn 14 bài. Thì còn là nó xóa từ A đến B, hình dấu A ở đây này. Nếu B ở đâu nó sẽ xóa. Còn đây này, ông ấn đây phát này, nó hỏi lại lần nữa có xóa tất hay không như này. Cứ quay đây được. Thôi, ấn cái nữa là nó không còn cái gì. Về nghịch. Anh em còn được đi ra ngoài đường chơi, còn mua được cả đồ về đúng không ạ? Đây là em Hằng còn đang phục vụ anh em tới tới. Chờ em tí nhá. Đâu đang chạy con gì? Đây. Anh đang chạy con gì đấy? Cho chạy con gì đấy? Có còn lại trắng sữa thôi trong cơn thương đau em đắm môi. Yêu rồi tình yêu sao chưa cay? Chơi rồi thì đã biết cái tần số của nó và những cái uy lực của nó ạ. Em Hằng không cần phải giới thiệu nhiều đâu ạ. Con đấy là con cũng uy lực mà anh. Con này là con 77 SADX mà. Trông thế thôi nhưng mà nó chuyên chỉnh nhạc vàng. Tâm nào và đây thì hôm nay em Hằng mới về một ít hàng, nói chung là những cái hàng này là hàng rất là tầm giá, rất tầm giá cho anh em chơi ạ. Vâng ạ, nó gọi là hàng cỏ ạ. Anh xa em nghe cư dân cư rất là nhiều hàng cỏ cho anh em để dùng mà cho nó dễ chịu. Không phải vâng ở đấy đâu. Hợp lắm rồi cô ạ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhé. Để em Hằng dừng lại đây thì báo qua cho em một chút thế thôi. Còn để sẽ báo các anh chốt cái gì để xếp hàng cho anh em nhé. Con này
Tôi kia kìa. Còn đây là cơ sở 2 của em nhé. Cả nhà lưu lại giúp em và có thể alo cho bạn Cam và Tiến nhé. Giúp em ạ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhé. Thì chúc đại gia đình sang năm mới sức khỏe nhé, dồi dào, may mắn, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và luôn luôn bình an ạ. Cảm ơn cả nhà đồng hành cho hai cơ sở của Hằng suốt thời gian qua nhé. Chúc năm mới mọi người được bình an, an khang thịnh vượng, được suôn sẻ, được hạnh phúc ạ. Rất là cảm ơn cả nhà nhiều nhé.